con giúp đỡ cho nó bà qua mắt rồi thì không lo cho nó. Thì là bà lo sợ cái điều đó nó xảy ra đúng không? Dạ, nó xảy ra đâu biết chết chiều giờ nào con. Dạ. Sống giờ khổ quá con, mình do chân này mà khổ lắm. Bây giờ là bà lo là sau này bà không còn nữa thì cái anh con trai này nè là không có nơi nương tựa nữa. Dạ. Mà bà cũng cầu trời cấn Phật mà đem nó đi. Đem đi đâu bà? Mà đem đi theo bà. Dạ. Châu xin chào cả nhà. Hiện tại thì Châu đang ở xã An Đại 1, huyện Tư Nghĩa của tỉnh Quảng Ngãi. Thì phía trước cả nhà là căn nhà của hai mẹ con, của hai mẹ con anh Khờ. Thì bây giờ Châu sẽ vào hỏi thăm, tìm hiểu thêm về cái hoàn cảnh khó khăn này nha. Có ai ở nhà không chú? Dạ. Có bà cụ đang đi lên nè. Dạ, cho hỏi chú tên gì? À. Dạ, con chào bà. Con. Dạ, bà làm gì phía sau vậy bà? Bà ngồi đây đi, bà ngồi đây đi. Bà với anh ngồi đây được không? Con hỏi thăm một xíu. Rồi. Dạ. Dạ, con chào bà. Dạ. Con được biết về cái hoàn cảnh của bà với lại chú ở đây á. Thì hôm nay con đến con tìm hiểu, con muốn giúp đỡ một xíu mà. Dạ. Dạ. Bà cho con hỏi là bà họ tên là gì? Nguyễn Thị Đồ. Dạ. Họ Nguyễn. Bà tên gì bà? Nguyễn Thị Đồ. À, bà Nguyễn Thị Đào. Còn chú bên đây? Chú là Phan Tấn Giới. Chú là Phan Tấn Giới. Ừ. Dạ, chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà? Chú Tý còn. Chú Tuấn Tý, còn bà là tuổi gì? Còn tuổi gì? Thiệt tỷ. Dạ. Bà năm nay có máy rồi mà. Dạ. Hiện tại thì bà đang sống cùng với ai vậy bà? Bà sống với thằng đây. Dạ. Chú này bị như thế nào bà ha? Nó bị tê ta không ngừng được hết, nó không ngừng hết. Dạ. Nó bị tinh thần. Dạ. Chất độc mụ của cô nó còn có, họ chưa bán tiền xỏ rồi đưa. Dạ. Là chú bị bẩm sinh đúng không bà? Ừ. Dạ. Bà chân hỏi thì bà làm công việc gì nữa không? Không, bà không giờ không. Cô nó lo cho thằng đây nấu ăn, nó thuốc mang cho nó thôi chứ còn bà không lo nữa. Dạ. Vậy thì trên xã hay là địa phương cũng có tiền trợ cấp cho bà hoặc là chú ở đây đúng không bà? Ừ. Nó có tiền thóc nha. Dạ. Được bao nhiêu bà? 500 mấy ngàn một tháng. 540 còn bà cũng khoảng tầm bà đó chưa? Bà tám mấy rồi mà tám mấy mà giờ đường với đường làm giấy à, tám mấy là được cao tuổi rồi đó. Ừ. Dạ. Bây giờ bà cũng làm giấy bà máu chút thọ 80 rồi mà. Dạ. Bà cho con hỏi là bà có mấy người con hết? Bà có mình thằng đây có đứa con gái thôi, còn có thằng trang này nó mất rồi 4 năm. Dạ. Là vợ riêng nó có con, có vợ đồ riêng nó mất rồi. Dạ. Nó tuổi ngọ nó mất rồi. Dạ. Anh đó bị sao mất vậy bà? Đa bệnh nó. Dạ. Bệnh ông. Dạ. Vậy thì cái cô con gái của bà là lấy chồng ở xa không? Ở tốt thì vẫn ngon á. Dạ. Với chợ ngõ, với chợ ngõ. Dạ. Là cô con gái đó lấy chồng ở xa. Nhưng mà có phụ gì được cho bà không? Không. Dạ. Phụ có lâu lâu nó đem đồ ăn đồ nó về đâu chứ còn nó ở cho nó không có lâu gì cho mình hết. Đồ bà không có đỡ đi đứng xe của
rồi, qua đây cũng không nổi rồi. Cô nè, họ cho rồi. Đồ ăn nó cũng mới về, nó cho đồ ăn. Dạ. Con rồi, con nhờ gì. Có đứa con gái nó cho con. Con có đứa con ở gần, nó chết mẹ nó. Chồng nấu dù nó cũng không tham tới mình. Bà cho con hỏi là chú có làm được công việc gì không bà? Không. Dạ. Yeah. Ngồi chơi ngủ rồi không có làm. Yeah. Không có làm cái gì được hết. Có tới cái tàu mò được. Dạ. Yeah. Tới cái tàu. Nó đâu có làm được. À. Nhưng mà chú có biết không bà? Biết chứ. Biết hả? Chú năm nay là tuổi tí. Tuổi tí. Năm mấy? Tuổi tí là 52. Ừ. 52 53 gì đó bà ha. Ừ. Dạ. Tuổi tí 52 53 rồi. À, đây là con dâu của bà đúng không con? Dạ. Đây là con dâu của bà đó cả nhà. Thì cô có thể chia sẻ thêm về hoàn cảnh của mẹ hiện tại không bà? Không ơn nhưng tự con gái cũng lo phần da lo phần phía chăm con cháu chú mắt là đâu có lo được đâu, hồi kia cháu còn thì còn nương tựa chứ đâu, giờ đâu có nương tựa được, cô thì cũng khổ quá chứ đâu ái gì đâu. Dạ. Yeah. Cô mình làm nghề gì và là và nông chứ có lùm thứ gì đâu. Dạ. Yeah. Là có bốn con. Dạ. Yeah. Rồi hiện tại thì mẹ chồng với lại anh trai này nè, thì đi chợ nấu ăn hay là tiền trang trải như thế nào con? Thì tiền đâu có nổi có đồng tiền lương của nó thôi chứ. Tiền trợ cấp ha? Trợ cấp của nó thôi chứ luôn. Thế gì đâu, bà luôn có chùm ruộng thì cô cũng luôn giùm cho bà thôi chứ. Bà luôn gì đâu, lùm và tái cũng cật mà bà ân lùm vậy chứ lùm gì đâu. Yeah. Cô kia thì vô đi, cô đang chỉ kinh lúa ăn mà. Ừ. Bà cũng ân lùm mà lùm rồi cũng bố mình cật thôi chứ cái gì đâu. Yeah. Rồi té lên té xuống rồi cũng mà con cháu cật chứ. Yeah. Đó là bà cũng còn làm ruộng đi trồng lúa này kia hả con hả? Rồi nương tựa với đồng tiền có thèm nữa thôi chứ có lượng thứ gì đâu. Rồi với hơn 500.000 chắc có nghĩ thứ gì đâu, đồng ruộng cái phân thuốc cái thấy chứ thứ gì đâu. Dạ, với 500.000 tiền trợ cấp của chú này nè, của thằng em đó. Dạ, thì hai mẹ con có đủ trang trải không con? Không đâu, thứ gì đâu, thuốc hàng ngày cho nó, tiền thuốc hàng ngày hàng tháng của nó là thứ gì đâu. Ừ. Tiền thuốc cũng không được cấp miễn phí hả bà? Không. À, không được miễn phí luôn. Dạ. Mua cho nó uống cho uống thuốc mà nó quậy thấy mẹ luôn. Nó quậy lắm, quậy nó cũng quánh với cô mà nó cũng quánh mà hồi nó ăn nó cũng quánh mà. À, tức là khi mà thiếu thuốc là chú lên cơn rồi không kiểm soát được là đánh người. Dạ. Vậy thì cái số tiền đó thiếu thốn thì bà sai sở làm sao? Con. Không có tiền ở đào xoay sở, cô thì cũng khổ quá, khổ mà là thái. Yeah. Lái từ đào xoay sở thì cũng nhín nha, đang có đồng lúa cũng đủ thiếu gì đâu. Yeah. Còn sầu đủ chắc nghĩ tiền phân tiền thuốc cái hết cho thứ đâu mà tiền công bỏ ra đó. Chị Tinh Thành nó ở gần đây nè. Dạ, chị Tinh Thành. À, chị Thành thấy cuộc sống của bà với lại chú ở đây như thế nào chị Thành? Nhà thì bò thì giờ yếu không có lồn gì được, còn khổ nè, không có lồn gì ra tiền, còn nuôi đứa con khờ nữa nè. Dạ. Rồi hàng ngày thì bà có làm công việc gì không? Rồi chợ, đi chợ nấu ăn như thế nào hả? Không, bò không có đi chợ được, người ta đem có rồi tới khi gỡ rồi bò cũng nấu ăn cũng được. Dạ. Em trò chuyện với bà nãy giờ nhưng mà thấy bà rất là buồn khi mà nhắc đến con cái với lại nhắc đến cuộc sống á. Dạ. Dạ. Thì đáng lẽ cái tuổi của bà đây là cũng như được hưởng đồ ví dụ, nhưng mà bây giờ cũng còn đứa con khờ cũng phải còn chăm lo nấu ăn nấu uống cho cái cậu này.
Ở gần đây thì cũng có giao cháo rồi cũng tới lui qua lửa, ví dụ cũng có cho bò miếng ngon miếng ngọt vậy đó. Chứ còn đứa con giao thì cũng còn khổ đó, rồi bò cũng sống nhờ cái đồng lương của tiền trợ cấp á, tiền trợ cấp của cái chú mà khờ ra nè. Dư bò là dài mà năm nay mới nhận được cái tiền gì hỗ trợ 370 đó, tiền hỗ trợ người già đó, người già đó. Thôi chứ ví dụ em có quay thì để giúp đỡ bò có tiền ăn uống hàng ngày nè, thuốc thon nè, đồ vậy đó. Chứ bây giờ con cứ đồng ý cũng lo nhưng mà cũng còn khổ. Đi đi. Cái cô con gái đó có thường xuyên đến thăm không anh chị? Không, ít cái về lắm, lâu lâu chồng mới về thôi. Chồng của con gái đó hả? Lâu lâu mới về đem thuốc cho chú này thôi, chứ còn con gái là ví dụ tái mới về một lần thôi. Dạ. Tết mới về một lần. Tết mới về một lần. Sao vậy đó, không về thường xuyên? Do kỳ không biết đi xa vậy đó, cũng không biết nữa, mình cái đó cũng không biết nữa. Dạ. Rồi bà có nhớ con không? Bà nhớ, có nhớ con gái không? Nhớ bà đi chứ. Ở dưới đây nè, gái cũng ở dưới Nghĩa Hiệp. Ở dưới La Hà đó. À, ở dưới Bọn On đó, cuối Bọn On đó. Dạ. Đại gặp nó biết. Bà nói sao bà? Dưới cái chợ đó. Tức là bà có nhớ con gái không? Nhớ cái mà bà đi. À, bà nhớ rồi bà đi hả? Ừ. Rồi sao bà đi đến đó được? Mướn xe bà đi. À, có khi nào bà mướn xe bà đến đó chưa? Tới rồi mướn rồi đó. Dạ. Rồi tới đó bà ở lại luôn hay là chơi một xíu rồi về? Chơi rồi về lo thằng cho nó ăn chứ. Cho lo cho nó ăn rồi. Dạ. Ở, không có ở đâu được hết. Dạ, cuối cùng mẹ cũng phải đi tìm con thôi. Rồi khi mà có tiền trợ cấp của anh con trai nè là hơn 500 mấy, nhưng mà mua tiền thuốc á là 700. Vậy thì bà lấy tiền ở đâu ra mà mua? Tiền của bà cho rồi đó. À, tiền thiện. Dạ. Thấy tự cho tiền 50 100 này đó. Dạ. Cứ sai sở hàng tháng là cứ mua thuốc cho ảnh hoài, rồi nhận tiền mua thuốc đúng không bạn? Dạ. Thuốc mà thuốc nhẹ, giá thuốc nhẹ nó uống không lứa rồi. Dạ. Rồi có khi nào mà ảnh thiếu thuốc là ảnh đánh bà không? Thiếu thuốc mà nó lên cơn. Đánh bà. Không biết. Đánh bà hoài hả? Dạ. Đánh xong là ảnh có nhớ không bạn? Không. Không dạ. Có nhớ. Không có nhớ. Không có biết gì. Dạ. Ảnh là cháu nhìn là chú rất là to cao, mà chú mà đánh vô cái thân bà là chắc là đau lắm đó. Đợt là chú đánh bà là đánh bà chảy đầu bà, đem đầu đi đưa đi chứ nó có gì đó đưa đâu mà. Dạ. Chứ cho con ngứa. Dạ, chú đánh cũng nặng quá bà. Cơn. Dạ. Còn ba trẻ đó đưa đi với thằng con nhỏ có cô đó đưa đi với nó có gì đâu cho nó của tham chi. Cái hồi mà anh còn trẻ thì anh có như vậy không bạn? Hồi trẻ là hung. Hồi trẻ là hung hơn à? Dạ. Nó không có thuốc đâu. Dạ. Rồi sau này mình mới biết uống thuốc do nó đỡ đúng không bạn? Uống thuốc do nó ổn định. Dạ. Chăng thì nó vậy, thuốc mà thuốc chó thì nó không có gì nê đâu. Dạ. Dạ, tức là bà có 6 người, mất hết 3 người, còn 3 người. Nhưng mà con trai lớn, tức là chồng của cô lúc nãy á, là cũng mất rồi. Rồi tới anh... Cô thứ 4. Rồi tới cái con gái, có chồng ở Nghĩa Hiệp. Rồi tới anh này đúng không bà? Ừ. Dạ dạ. À, tức là bà có 6 người con đó. Nhưng mà bây giờ nói chung quy lại là bà chỉ còn 2 người thôi. Mẹ con thôi. À. Nhưng mà con gái thì gả đi lấy chồng. Còn có hơn mẹ con. Dạ. Nuôi nó thôi. Ông sợ ở nhà đây đau mà xuống thăm nó hỏi xuống chạy giùm cho nó. Dạ.
ông nào ông nhớ quá ông xuống đoàn hư đạo. Bà ơi, bây giờ bà có mong muốn cái gì không? Mong muốn gì không? Dạ, bây giờ bà có mong muốn, ước muốn gì không? Dạ, sao vậy bà? Sao mình không có mong muốn gì? Bà muốn là sống nuôi nó thôi chứ còn mong muốn gì hết. Dạ. Bà ơi, có cái cô Lan Chi Nguyễn ở bên Mỹ á, cổ gửi tặng cho bà 500 ngàn để bà mua đồ ăn ha. Dạ, con gửi cho bà. Dạ. Sao? Dạ. Thì hôm nay cũng có cái chị Lọ Lem ở bên Mỹ á, chị gửi về sữa anh xua với lại chai dầu xanh. Thì chị nhờ con là gửi cho mấy cái hoàn cảnh khó khăn, mấy cụ già rồi đó. Dạ. Thì đây là một cái chai dầu xanh ở bên Mỹ mới về luôn đó. Còn dạ. Còn quá nhiều. Dạ. Quế bò quế nhất. À. Dạ. Còn đây là sữa anh xua nha bạn. Dạ. Bà có biết sữa anh xua không? Uống hơi bệnh gì con? Dạ. Uống bệnh gì? Uống nó chắc xương khớp này kia á. Dạ, nó bổ khỏe. Bà uống mà nó nói được. Dạ, một ngày thì bà có thể pha 1-2 ly thôi. Dạ, trong đó nó có cái muỗng á, bà đổ vô cái ly thì bà múc 1 muỗng 2 muỗng gì đó, tùy theo cái lượng của bà uống. Dạ. À, còn chai còn... Dạ, còn chai dầu xanh á, bà biết mở không? Bà biết bà... Đó, bà biết. À, bà dùng rồi đúng không bà? Bà dùng bên có đó. Dạ. Bên Sài Gòn một cũng cho. Dạ, đây là món quà của chị Lọ Lem bên Mỹ nha bà. Cảm ơn con quá nhiều nha. Dạ, của chị Lọ Lem đó. Cảm ơn của là quá nhiều. Dạ. Giúp đỡ cho bà mừng quá nhiều. Cho đây bà mừng nhất. Dạ. Dạ. Cảm ơn quá nhiều. Dạ. Bà, hồi nãy con nói chuyện bà sao thấy bà buồn vậy? Hoàn cảnh bà khổ lắm con. Dạ. Không biết nương giữa, không biết nợ ơi. Còn cháu qua cho mượn nó cũng không được. Nó dạ. Không lộn. Nó cũng mượn gốc dùng ở đầu cái thằng lên nó cũng không lưu. Dạ. Cho đến con giao không lỡ cái gì còn con nhờ thứ gì giúp phúc. Dạ. Trời thương chào bà ha. Con bà chết mất rồi bà cũng nhờ rồi cũng nghi ngờ không con ngờ dạ thôi chứ còn bà không còn nhờ người dân không nhất là nhờ con á. Dạ. Cái gì nó cũng giúp đỡ cho bà. Dạ, vậy thôi con chào bà nha. Cảm ơn con nhiều lắm. Dạ, con đi trao quà giúp chị Lọ Lem với lại cô Lan Chi Nguyễn. Cảm ơn con, phải dạ. Cầu Phật Quan Âm phù hộ cho con đi đường nha. Dạ, rồi con... bệnh không? Con có mấy đứa con à? Dạ, con có một rồi. Một thằng nè con. À, thằng, dạ. Dạ, rồi. Con làm gì? Dạ, làm nhiều nghề lắm bà. Dạ. Ừ. Dạ thôi con cảm ơn bà nha. Dạ, chào bà. Con, dạ, chúc bà nhiều sức khỏe ha. Con giúp đỡ cho bà mình một cảm ơn con nhiều lắm. Dạ không có chi bà, con đi kết nối với Mạnh Thường Quân thôi. Dạ nha con. Dạ dạ rồi, dạ, chào bà ha. Con thương bà cũng như con bà con ruột bà đã. Dạ. Còn hơn nữa. Bà đi khom lưng giữa bà hả? Bà bây giờ là bà đi khom lưng vậy luôn hả bà? Đà có lưng quá còn hả? Dạ. Dạ. Đây là bên trong bếp của bà nè. Bếp ra rồi, nó cũng hợp tao hết á. Dạ. Mấy cái đồ ở dưới đây là mắm muối hả bà? Mắm muối, rượu ăn, bột ngọt, rượu ăn rồi đó. Dạ. Ừ. Còn dưới kia là bà nuôi gà hả bà? Dưới kia thì bà nấu nước hết chứ. Dạ. Nó nước sâu cho nó còn dạ. Thang nấu một buổi giờ bà bung ông nè. Bà nấu nước sôi làm gì mà nấu nhiều vậy bà? Nấu nó uống nó uống sâu ngà mà. À nấu ừ. À nấu nước sôi để dành uống á, để ngồi uống. Để ngồi cho nó uống. Dạ. Nó đi kiếm rồi mò không à. À đi kiếm cái mò cao bán hả bà?
chúng ta nhung mình đây trong toilet hai mẹ con. Không có quần bánh như vậy chứ. Không có mà con.